Cái con máy này tới đây cũng sẽ là một con máy cực kỳ hot của hãng Boda. Nó là dòng máy cắt tường sử dụng lưỡi 355 anh em nhá. Nhưng mà nó bé tí như này thôi. Sử dụng lưỡi 355 nhưng mà trông nó thì giống như một cái máy sử dụng lưỡi 230 của hãng Đông Trang thôi, nó chỉ to bằng con đấy thôi, bằng con DSM230. Công suất của máy này 4.300W và tốc độ vòng quay của nó thì rất là thấp, chỉ có 2.500 vòng trên phút thôi, và nó có thể cắt được sâu tối đa là 15,5 cm. Với công suất 4.300W này thì anh em sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao hôm trước tôi quay một cái máy cắt tường bé bằng cổ tay này thôi, tức là bằng hơn một nửa so với cái máy này, nhưng công suất của nó đã lên 3.900, mà cái này to như này mà công suất của nó lại chỉ có 4.300W. Thì câu trả lời đó chính là với những cái máy mà có cái kích thước to như này nhưng công suất nó nhỏ thì cái hiệu suất của động cơ của nó sẽ lớn hơn so với hiệu suất động cơ của những cái máy bé hơn nhá. Ví dụ như cái máy 3.900 thì hiệu suất động cơ của nó sẽ không thể bằng cái hiệu suất động cơ của máy 4.300W này được. Tổng cân nặng của cái thân máy này nó là 6 kg, nhưng mà nó lại có đi kèm với một cái bộ chụp. Cái bộ chụp này thì là bộ chụp bằng sắt, cân nặng của nó thì lên gần 2 cân rồi. Nên là nếu như anh em lắp cái bộ chụp này vào đây thì cái máy này cân nặng của nó cũng đã gần 8 cân. Còn lắp thêm cả lưỡi vào nữa thì nó cũng khoảng gần chục cân anh em nhé. Nhìn trông rất là nhỏ gọn nhưng mà cả cái máy này rất là nặng. Và cái bộ chụp này thì nó cũng chỉ có một vòi nước bên cạnh này thôi. Cái vòi nước này là vòi nước cái tai dài, cho nên là anh em mang đi mang lại nó có thể khả năng nó sẽ bị gãy hơn so với cái dòng nước không có tai như này của Cao Quang. Và vòi nước vào một bên, cho nên là tôi nghĩ là khả năng chống bụi nó sẽ không tốt bằng. Nếu như anh em sử dụng nước vào hai bên thì nước nó sẽ vào lưỡi cắt, nó sẽ mòn đều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó chính là cái khả năng chống bụi của nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái điều này là chứng minh rõ ràng rồi, khi mà tôi sử dụng máy cắt tường Cao Quang CVK1330 ở một bên thôi thì cái lưỡi cắt của nó cũng sẽ mòn nhiều hơn ở cái bên không có nước. Và cái khả năng chống bụi của nó sẽ không tốt bằng giống như cái bản máy cắt tường CVK1336. Cái máy này thì cái động cơ của nó là động cơ không chổi than, và cái công tắc của nó là công tắc này. Đấy, ấn vào đây, ấn vào nhả. Máy sẽ có một cái tay cầm chính giống như các dòng máy cắt tường 5 lưỡi và có một cái tay cầm phụ rất là to ở phía trên này để anh em có thể cắt được nhiều tư thế, ví dụ như anh em có thể cầm như thế này hoặc anh em vẫn có thể cầm được như thế này. Anh em có thể thấy được là cái hệ thống truyền động của cái máy này, nó cái hộp nhôm của nó kết cấu giống như cái máy cắt tường SE3201 của hãng Cao Quang, nó truyền động sang một cái trục phía đằng trước này làm cho cái trục lắp lưỡi cắt nó rất là bé, gần như là chỉ to hơn cái cốt của cái lưỡi cắt một chút thôi. Cho nên nó sẽ cắt được rất là sâu, lưỡi 355 mà cắt sâu đến 15,5 cm. Máy này nó sẽ có một cái phần đệm ở bên dưới, anh em có thể điều chỉnh được cái đệm này nâng hạ để anh em có thể cắt nông sâu nhá. Nếu như so sánh với máy Cao Quang SE3201 mà là một dòng máy mà chúng tôi đang bán cực kỳ chạy, thì anh em có thể thấy được hai cái thân máy này nó có kích thước gần như ngang nhau và có thiết kế cũng gần giống nhau. Cái máy SE3201 này thì công suất của nó chỉ có 3.000W thôi, và cái tốc độ vòng quay của nó nhanh hơn con máy này là 3.100W. Nhưng máy SE3201 nó sử dụng lưỡi 320, cắt sâu tối đa là 13,6 cm, còn con này thì lưỡi 350 và cắt sâu tối đa là 15,5 cm cơ. Anh em thấy là hai cái thân máy mặc dù to bằng nhau, thân máy cân nặng bằng nhau, nhưng mà công suất của con này cao hơn, thì con này nó sẽ cắt khỏe hơn và sử dụng lưỡi to hơn. Nhưng mà có một cái điểm yếu của cái máy Boda này, đó chính là cái bộ chụp của nó. Như tôi vừa phân tích cho anh em thì cái bộ chụp này thì nó được làm bằng kim loại và nó thứ nhất là nặng. Cái thứ hai nữa, một cái điều rất quan trọng đó chính là nó bắt chặt với cái máy bằng một cái đai này và một cái con ốc ở đây, làm cho cái bộ chụp này nó cố định hẳn hoàn toàn vào trong cái máy cắt này. Ví dụ anh em cắt hướng nào thì nó sẽ cố định theo hướng đấy. Giống như các cái dòng máy cắt tường thông thường, nhưng đối với những cái dòng máy cắt tường lưỡi to như thế này, đặc biệt là giống như SE3201 này, thì cái phần bộ chụp của SE3201 anh em có thể xoay nhá. Khi mà trong khi cắt anh em có thể xoay, cho nên là anh em cắt nó rất là dễ. Tuy nhiên thì với máy Boda không xoay được, nó đã là cố định, nó bắt chết vào cái máy luôn, cho nên là anh em sẽ không thể xoay được. Điểm yếu thứ hai của cái máy này đó chính là động cơ không chổi than, cho nên là cái giá của nó cực kỳ cao. Giá của nó thì nhiều hơn gấp đôi so với cái máy SE3201 của Cao Quang này nhá. Về cái dây dẫn của máy thì đây là Cao Quang SE3201, dây dẫn của nó sẽ bé hơn một chút so với máy của Boda, nhưng mà cái dây dẫn của nó dài hơn. SE3201 thì dây dẫn của nó là lên tới 4 m, còn 3201 này dây dẫn của nó chỉ khoảng gần 3 m thôi. Và anh em có thể thấy được là SE3201 nó có một cái chống giật ở đây. Với cái máy cắt tường sử dụng nước và là động cơ có chổi than, cho nên là việc chống giật nó cũng là một cái việc có rất nhiều anh em quan tâm. Nhưng mà cái máy của Boda này không có chống giật, bởi vì là nó là máy cắt tường động cơ không than, cái khả năng chống nước của nó sẽ tốt hơn. Đa phần cái vấn đề dò điện nó sẽ không xảy ra ở cái máy động cơ không chổi than đâu anh em nhé. Cho nên là cái phích cắm của nó cũng sẽ rất là tiện lợi. Cái phích cắm của cái Boda này anh em cắm vào bất kể cái ổ nào cũng được. Phích cắm của Cao Quang thì nó sẽ kén ổ cắm hơn. Rất tiếc là với cái máy cắt Boda này tôi không có cơ hội để thử cho anh em biết được
xem là nó hoạt động như thế nào. Bởi vì là cái máy này do khách đặt thì chúng tôi mới nhập về thôi. Cái này mặc dù tôi tin là nó sẽ rất là hot nhưng mà sẽ không có nhiều anh em có thể tiếp cận được, bởi vì giá của nó rất là cao, không phải anh em nào cũng mua được. Đa phần anh em chỉ có sử dụng cái máy 3201 này thôi. Máy 3201 này đối với tôi thì mặc dù nó cũng vẫn có khá là nhiều điều bất cập cần phải xử lý, nhưng mà hiện tại nó cũng là một cái máy sử dụng lưỡi 350 để cắt từng sử dụng lưỡi 320 để cắt từng 10 thì không có máy nào có thể thay thế được cái 3201 này.